Xin kính chào các bạn đã quay lại với kênh Chris Nguyễn và mình là Vinh đây. Hôm nay mình xin lại tiếp tục chia sẻ với các bạn một cái vấn đề đang rất là nổi cộm trong thời điểm hiện nay đối với nuôi biển của chúng ta. Đó là cái con vi khuẩn Streptococcus indiae trên cá biển. Hiện nay mình đi các vùng như vùng Cam Ranh, Vạn Ninh, Ninh Hòa hay là sông Cầu Phú Yên, thì con vi khuẩn Streptococcus indiae này đang xuất hiện rất là nhiều trên các đối tượng nuôi cá biển, đặc biệt là trên hai đối tượng là con cá chim, con cá bớp và con cá mú chân trâu. Tại vì hiện nay là cái biểu hiện bên ngoài của cái con Streptococcus này nó khá là dễ nhận biết. Tại vì khi nó đã biểu hiện bên ngoài rồi, gần như là chúng ta rất là khó cứu. Đấy, có nghĩa là chúng ta sẽ thấy là trên cái mắt mắt cá là bị xuất huyết này, rồi vây gốc vây ngực cũng bị xuất huyết này. Đó thì là con cá nó bắt đầu là nó chết, gần như mình phải nói là chết cấp tính đấy, chết rất là nhiều. Con Streptococcus trên con cá chim cũng có, nhưng mà chúng ta chưa có gây thiệt hại quá lớn. Nó gần như là nó mới cảm nhiễm một cái chim trong một thời gian của vài năm trở lại đây. Đấy, cho nên là cái tốc độ mà gây chết ở trên con cá chim sẽ thấp hơn hai đối tượng là cá bớp và con cá mú chân trâu. Đặc biệt là con cá bớp hiện nay nó đang là một vấn đề rất nổi cộm và cần phải suy ngẫm. Chúng ta sẽ định hướng nuôi con cá bớp như thế nào, cá mú chân trâu như thế nào để cho nó hợp lý. Tại vì mình điều tra là thấy nó chết rất là nhiều và gây ra thiệt hại rất lớn về kinh tế cho người nuôi. Đây cũng là cái đau đầu rất lớn của bản thân của người nuôi, và thậm chí mình cũng rất là đau đầu. Nhưng mà đây mình viết cái bài này muốn chia sẻ cho các bạn thấy là cái sự nguy hiểm của cái con vi khuẩn Streptococcus indiae này, để chúng ta có những cái nhìn tổng quan, những cái định hướng để chúng ta sẽ xây dựng một làm sao cho các đối tượng nuôi nó phù hợp với cái khả năng quản lý và cái năng lực về nhiều cái vấn đề. Thứ nhất là quản lý, thứ hai là cái môi trường nuôi, và thứ ba là cái lượng nuôi để chúng ta cho phù hợp, tránh cái hiện tượng mà chúng ta thả giống nó quá nhiều và lúc về sau nó hao hụt, làm cho chúng ta phải nói một câu là rất là bất mãn, đúng không ạ? Và sau đây mình đi vào những nội dung chi tiết của cái bài này. Đó, thì mình cũng giới thiệu qua đây, một số cái hình này, biểu hiện bên ngoài của con cá bớp bị biểu nhiễm cái con Streptococcus này, là cái gốc vây ngực là bắt đầu nó xuất huyết đây. Cái mắt thì nó lồi, nó bị xuất huyết ở mắt. Đó, thì mình cũng giới thiệu qua cái bài này. Thì đây là cái bài mình trích dẫn bởi hai chuyên gia đầu ngành về bệnh học thủy sản của Việt Nam chúng ta hiện nay, chứ đừng đó là tiến sĩ Trần Vĩ Hích và tiến sĩ Nguyễn Hữu Dũng của trường Đại học Nha Trang, là những người nghiên cứu về những đối tượng bệnh trên cá biển rất là nhiều năm, từ rất lâu rồi. Nghĩa là cái bệnh này đã xuất hiện từ những rất nhiều năm về trước, nhưng mà bây giờ hiện nay ấy, là trong cái tình trạng là môi trường ô nhiễm và sử dụng kháng sinh nhiều, cho nên là cái con Streptococcus này nó cũng phải biến đổi, đúng không ạ? Vi khuẩn và virus thì nó luôn biến đổi để nó thích nghi với vật chủ và thích nghi với môi trường và thích nghi với những cái hóa chất và kháng sinh để chúng ta xử lý nó, thì càng ngày nó càng cứng đầu hơn. Thì cái việc ứng dụng kỹ thuật mô hóa miễn dịch đã làm sáng tỏ cách cảm nhiễm của vi khuẩn. Thì cái bài này ấy, là hai chuyên gia này muốn chia sẻ chúng ta là cái cơ quan đầu tiên mà nó cảm nhiễm vào cơ thể là cơ quan nào. Nhiều khi chúng ta bị nhầm tưởng là, tại vì khi chúng ta xác định được cái cơ quan cảm nhiễm đầu tiên ấy, thì có thể chúng ta sẽ có những cái phương pháp phòng trị định kỳ nó hợp lý hơn. Đây cũng là một cái thông tin hữu ích để cho mọi người có thể áp dụng. Thì mình đọc cái phần giới thiệu của hai chuyên gia là: việc ứng dụng kỹ thuật mô hóa miễn dịch đã làm sáng tỏ
cách cảm nhiễm của vi khuẩn Streptococcus inae vào cơ thể cá cá biển nói chung. Khi ngâm cá vào môi trường có chứa 10 mũ, đây là 10 mũ 7 CFU trên ml vi khuẩn, tương ứng với liều gây chết là 50%. Nghĩa là khi mà cái liều này đưa vào trong cơ thể của vật chủ ấy, thì có khả năng là sẽ gây ra 50% tổng đàn để chết. Kết quả thí nghiệm cho thấy sau 6 giờ thí nghiệm, vi khuẩn Streptococcus inae đã được phát hiện ở mang cá. Sau 12 giờ thí nghiệm, vi khuẩn đã xâm nhập vào lách và thận. Sự xâm nhập của vi khuẩn vào mô ruột, mắt não và gan chỉ xảy ra sau khi lách và thận của cá đã bị vi khuẩn cảm nhiễm với số lượng lớn. Kết quả này chứng tỏ vi khuẩn Streptococcus inae tồn tại trong môi trường và xâm nhập vào cơ thể cá qua mang và gây cảm nhiễm hệ thống. Tức là đầu tiên nó sẽ là mang. Thì cái này lát nữa mình sẽ có những cái kết luận để chúng ta chốt được vấn đề, là chúng ta sẽ có một số cái định hướng để chúng ta phòng trị nó hợp lý. Thì cũng mong là các anh chị em ai quan tâm chúng ta cố gắng nghe thật kỹ toàn bộ cái bài mình muốn chia sẻ này, để chúng ta có những cái hiểu cơ bản và nó sâu sắc nhất, tránh hiện tượng là chúng ta sẽ hiểu sai và chúng ta áp dụng sai thì nó sẽ có cái kết quả không được như mong muốn. Thì mình trước tiên thì cũng phải nói qua về cái tình hình nuôi biển. Thì lý do, tại vì đấy là gốc gác của vấn đề, là cái chúng ta phải nói thành công trước. Thì nuôi biển ở Việt Nam ấy, hay đặc biệt ở các tỉnh Nam Trung Bộ, thì là phát triển từ những năm 1990 đến thời điểm này là trải qua trên 30 năm phát triển. Thì đầu tiên là chúng ta cũng chỉ là gom nhặt, khai thác những con giống từ tự nhiên mà chúng ta nuôi theo kiểu là nuôi truyền thống, mà nuôi để phát triển kinh tế thêm ngoài việc đánh bắt. Nhưng mà sau một thời gian dài phát triển như vậy ấy, thì chúng ta bắt đầu thấy cái tiềm năng về phát triển kinh tế rất lớn về các đối tượng nuôi biển. Cho nên các nhà khoa học đã nghiên cứu và đã đến thời điểm này chúng ta đã làm chủ được rất nhiều các công nghệ, ví dụ như sản xuất giống nhân tạo một số loại cá biển có giá trị kinh tế cao như cá bớp, cá chẽm, cá chim mây vàng, hồng mỹ, cá bè, vẫu, cá mú chân châu, vân vân. Và một cái quan trọng bậc nhất là chúng ta đã làm chủ được cái công nghệ sản xuất thức ăn hỗn hợp dạng viên dành cho những đối tượng mà nuôi có cái quy mô công nghiệp, ví dụ như con cá chẽm, con cá chim vây vàng, con cá mú chân châu. Còn các nước trên thế giới thì con cá bớp người ta cho ăn thức ăn công nghiệp từ rất lâu rồi, là những cái thức ăn dạng ẩm. Chúng ta thấy đây là một cái mô hình nuôi công nghệ cao, tiền công nghệ cao của Viện Nuôi trồng Thủy sản 1. Thì đây cũng là một cái mô hình mà cũng khá là hay. Cái câu nói là bắt đầu phát triển nuôi biển quy mô công nghiệp. Cái này chỉ là bắt đầu nha, các bạn nhớ là chúng ta mới đang bắt đầu. Thì trong một quá trình dài như vậy, khi mà chúng ta phát triển nuôi trồng thủy sản ấy, thì bắt đầu nó sẽ xuất hiện những cái vấn đề. Những vấn đề đầu tiên đó là những môi trường bắt đầu bị ô nhiễm. Thì từ cái môi trường ô nhiễm thì dịch bệnh nó bắt đầu phát triển mạnh. Đặc biệt là những đối tượng vi khuẩn. Trước thì nó không gây quá nhiều nguy hại, tại vì vi khuẩn phải có một thời gian dài chúng ta nó làm quen với cơ thể vật chủ, và nó cũng làm quen luôn với các hóa chất kháng sinh chúng ta xử lý trong quá trình nuôi trồng thủy sản. Những đối tượng mà nằm trong nước rất là, biển rất là nhiều, ví dụ như Viro SP chẳng hạn đó, thì bây giờ cũng là một cái đối tượng gây bệnh rất nguy hiểm với một số loài gây bệnh. Rồi Nocaria SP thì có khoảng 13 loài cũng gây bệnh và cũng gây ra cái tình trạng chết lâm sàng, chết gọi là chết đẹp đó, và hôn mê rất là nhiều. Rồi Photodamsalae, và đặc biệt là cái đối tượng là Streptococcus inae này mình đang muốn giới thiệu. Lấy cái bài này thì chúng ta thấy là cái sự nguy hiểm của cái con vi khuẩn Streptococcus inae hiện nay nó đang là một cái gì đó nó rất căng thẳng, gây ra sự bức bối cho người nuôi. Tại vì các loại kháng sinh bây giờ gần như là chúng ta khi chúng ta cho cá sử dụng kháng sinh thì nó gần như sử dụng suốt như vậy, thì con cá nó sẽ bị, nó mới hạn chế được cái hao hụt. Nhưng đấy nó không phải là một cái hướng bền vững đó. Cho nên nhưng mà vấn đề là mình vẫn cần phải nghiên cứu nhiều sâu hơn nữa về cái vấn đề này, để chúng ta có những cái phương pháp áp dụng cho nó phù hợp với hệ thống nuôi.
chúng ta sẽ đi theo đến cái phần phương pháp cảm nhiễm. Thì cái này là nó như là một cái thí nghiệm lớn để chúng ta thấy rằng là chúng ta chứng minh được là cái con Streptococcus này nó cảm nhiễm là cái cơ quan nào đầu tiên và tiếp theo là cơ quan nào, và khi phân tích mô mẫu là mô bệnh học thì cái cơ quan nào là cơ quan có cái mật độ vi khuẩn cao nhất. Đó. Đây chúng ta sẽ gì ạ? Trước tiên là chúng ta phải xác định được là cái đối tượng cá mà chúng ta nghi ngờ bị bệnh, chúng ta sẽ lấy mẫu và chúng ta sẽ cố định và chúng ta phải phân lập lại, chúng ta cấy lại, nuôi cấy lại và chúng ta phân lập lại. Khi phân lập lại và chúng ta sẽ pha loãng ra các về cái mật độ là 10 mũ 9, đây là chuyên gia đã phải pha loãng về 10 mũ 9. Khi có một cái mật độ pha loãng chúng ta sẽ lưu giữ lại và sau đó chúng ta sẽ gì ạ? Tiến hành làm thí nghiệm, chọn các mẫu cá khỏe mạnh để chúng ta tiến hành làm thí nghiệm. Và cái thí nghiệm mà muốn có cái sự gọi là hiệu lực thống kê và cái sự thuyết phục trong thí nghiệm thì phải đủ số lượng mẫu và đủ số đàn nạp. Thì các chuyên gia sử dụng là 40 cá thể trên một mẫu và 7 đàn nạp. Với 6 nghiệm thức là chúng ta sẽ chia ở các mức mật độ vi khuẩn khác nhau từ 10 mũ 3 đến 10 mũ 9 là đó, 10 mũ 3 đến 10 mũ 9. À, đến 10 mũ 8, đây là cái này, 10 mũ 8, các bạn thông cảm nhé. Và một nghiệm thức đối chứng, có nghĩa là nghiệm thức này là chúng ta sẽ không có cảm nhiễm cái con Streptococcus inae vào để chúng ta thấy xem là nó có khác biệt nhau không. Đó, thì cái phương pháp là gì ạ? Nhúng cá vào các xô chứa vi khuẩn với các mật độ khác tương ứng. Đấy, và liều gây chết là 50% được xác định sau 7 ngày, có nghĩa chúng ta sẽ cộng dồn từ ngày khi bắt đầu xuất hiện cá chết đến ngày thứ 7 để chúng ta xác định được là cái lượng cá chết đi 50% trong lượng mẫu đó là cái mật độ vi khuẩn là bao nhiêu. Tiếp theo là chúng ta phải tiến hành thu mẫu vào các thời điểm là 6 giờ, 12 giờ, 24 giờ, 36 giờ, 72 giờ và chúng ta cố định các mẫu như thận, gan, thận, lách, não, mắt, ruột cá. Đấy, chúng ta cố định lại. Lý do tại sao chúng ta phải thu mẫu vào những thời điểm này, đó là chúng ta để xác định được, ví dụ như 6 giờ này, 12 giờ này. Đấy, để chúng ta xác định được là cái gì ạ? Cái cơ quan nào sẽ xuất hiện con Streptococcus đầu tiên. Và những cái mức giờ khác nhau này để chúng ta xác định được là tiếp theo là đến cơ quan nào. Đấy. Và tại sao mà chúng ta phải có một lượng mẫu lớn như vậy? Thì tại vì mỗi một lần chúng ta thu mẫu khoảng 2-3 con thì trong vòng mấy ngày là gần như chúng ta thu hết mẫu rồi. Đó, cho nên là chúng ta phải có những cái lượng mẫu đủ lớn thì cái hiệu lực thống kê nó mới có giá trị. Đó, thì sau khi mà thu mẫu và phân tích ấy, thì chúng ta sẽ có rút ra một cái hình bên này. Đấy, thứ nhất là tỷ lệ cá chết tích lũy là từ cái trục tung là từ 0 đến 100 phần trăm đó, còn cái trục hoành là từ 1 đến 7 ngày, nghĩa là xác định 7 ngày cộng dồn thì cái tỷ lệ gây chết là trên 50%. Thì bắt đầu là chúng ta sẽ có gì ạ? Các cái đường như thế này chúng ta thấy này. Đấy. Như vậy là ở đây chúng ta thấy không, từ đối chứng đến với mức độ 10 mũ 8 thì là gì ạ? Mật độ vi khuẩn càng cao thì cái khả năng gây chết càng nhiều. Cái này thì đương nhiên là đúng rồi. Đấy, nhưng mà mình phải xác, cái mục đích của cái thí nghiệm ấy là xác định được cái cơ quan đích đầu tiên. Tí nữa mình sẽ nói, lát nữa mình sẽ nói lý do tại sao mà chúng ta làm cái thí nghiệm này để chúng ta xác định được cơ quan đích đầu tiên. Đấy, các bạn cố gắng, chúng ta cứ xem, cứ theo dõi video của mình để chúng ta hiểu dần và chúng ta dần nắm được cái phương pháp chúng ta phòng trị bệnh nó hợp lý. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đến cái kết quả. À, cái này cũng rất là hay này. Mình đọc nha, mình đọc cái kết quả này. Hầu hết cá hấp hối đều thể hiện dấu hiệu bơi lội bất thường như mất thăng bằng, nổi đầu hoặc bơi lờ đờ. Các dấu hiệu khác như màu sắc cơ thể chuyển sen đậm sang màu đậm, xuất huyết ngoài da, xương thận cũng được tìm thấy ở cá sau thí nghiệm. Tuy nhiên, có nhiều cá chết sau thí nghiệm mà không hề có dấu hiệu gì. Đó. Kết quả phân lập vi khuẩn từ cá thí nghiệm cũng thu được vi khuẩn Streptococcus inae thuần khiết ở não, gan và thận cá.
không có bất kỳ hiện tượng chết nào xảy ra với nhiễm thức đối chứng. Ở cái nhiễm thức đối chứng là gần như không chết ạ, có nghĩa là chúng ta không sử dụng cái vi khuẩn cảm nhiễm là nó không chết. Và các nhiễm thức mà sử dụng cái vi khuẩn, chúng ta lấy mẫu từ cái con cá mà chúng ta nghi là bệnh và chúng ta cảm nhiễm vào, thì sau 7 ngày thì đều thấy là chết. Nhưng mà chết cộng dồn là chết trên 50% khi tắm cá trong 1 giờ được xác định là 10 mũ 6.8 CPU trên ml. Nghĩa là bắt đầu từ 10 mũ 6.8 là cái tỷ lệ chết là rất cao. Và càng đến 10 mũ 8 là gần như đến 90% là cá nó chết. Đó, chúng ta thấy cái biểu đồ bên này. Đó. Thì bắt đầu từ ngày thứ 3 này. Chết tăng dần, cộng dồn dần. Và cái mật độ vi khuẩn càng cao, ví dụ như là đến gì mũ 9 mũ 10 thì gần như chết 100%. Thì cái bảng này á, và cái kết quả này chúng ta sẽ đưa ra là cái gì, cái con đường cảm nhiễm của vi khuẩn Staphylococcus aureus ở cá chẽm ấy. Thì kết quả thì cho thấy là cái sự có mặt của vi khuẩn Staphylococcus ở các cơ quan các cá ấy, sau khi ngâm vào môi trường của vi khuẩn ấy, với mật độ là 10 mũ 7 CPU trên ml trong 1 giờ thì thấy là gì, cái mang cá đấy là cái nơi xuất hiện đầu tiên, là nơi xuất hiện đầu tiên cái vi khuẩn Staphylococcus aureus. Sau 6 giờ thí nghiệm có thể phát hiện sự tồn tại của vi khuẩn Streptococcus aureus sơ cấp. Đấy, có nghĩa là sau 6 giờ là bắt đầu nó cảm nhiễm hoặc mang. Đó. Trong trường hợp nhiễm khuẩn nặng, Streptococcus aureus còn được phát hiện ở mang thứ cấp. Có nghĩa là khi cái mật độ mà vi khuẩn lớn thì nó sẽ cảm nhiễm rất nhanh và nó sẽ tất cả các tế bào cung mang từ sơ mang sơ cấp đến thứ cấp đều có cái sự xuất hiện của con Streptococcus aureus này. Đây là cái bảng tổng hợp mà sau khi phân tích mô bệnh phẩm ở các mẫu mà chúng ta các chuyên gia họ thu và họ test và cộng này thì có nghĩa là gì ạ, dương tính này, nghĩa là xuất hiện này, âm tính này, thì gì ạ, sau 6 giờ đầu tiên ấy, thì mang là cái nơi đầu tiên này. Cái mang là nơi đầu tiên xuất hiện cái con vi khuẩn Streptococcus này. Và cứ các mức từ 12 giờ, 24 giờ, 48 giờ và 72 giờ thì bắt đầu gì? Bắt đầu nó sẽ cảm nhiễm và mang là mật độ cao nhất. Mang lúc nào mật độ cao nhất. Đó. Mang là mật độ cao nhất này. Gan là mật độ là sau 48 giờ, nghĩa là sau gì ạ? Sau 24 giờ 4 ngày. 4 ngày là chúng ta bắt đầu sẽ thấy được, sau 2 ngày, sau 1 ngày thôi chúng ta sẽ thấy gì ạ, là gan nó có rồi này. Đó, thận là sau 12 giờ là xuất hiện, lách cũng thế, não thì cũng sau 1 ngày, mắt sau 1 ngày và ruột thì phải đến ngày thứ tư thì chúng ta ngày thứ hai thì chúng ta mới có thể là xác định được là nó có. Đấy. Đây là cái mẫu mô này ở mang này, chúng ta thấy không? Đã xuất hiện ngay từ cái mang sơ cấp và mang thứ cấp trong xoang tĩnh mạch mang đều xuất hiện con Streptococcus aureus sau 6 giờ. Đấy. Thì đấy là chúng ta sẽ từ đó chúng ta sẽ bắt đầu hình dung ra là chúng ta phải làm gì rồi, đúng không ạ? Đấy, cho nhiều khi ấy, trong cái mang con cá bớp ấy, hay là mang cá mú trân châu ấy, chúng ta thấy có những cái nó bị hoại tử và xuất hiện những cái khuẩn lạc thì chúng ta xác định đó là ký sinh trùng và chúng ta tắm, thì tất nhiên khi tắm đúng đúng thời điểm thì chúng ta sử dụng hóa chất đúng thì nó vẫn có tác dụng, tại vì bản thân hóa chất như phóng môn hay là iodin ấy, nó cũng diệt vi khuẩn và ký sinh trùng, cho nên chúng ta cứ nghĩ rằng nó chỉ là ký sinh trùng và chúng ta tắm mà chúng ta không có xử lý thêm kháng sinh thì cái hiệu quả nó sẽ không cao, tại vì bên trong thì các bộ phận khác như là lách, gan và thận, mắt rồi não nó đều có con vi khuẩn này, cho nên chúng ta phải xử lý song song cả hai. Thì một số người nuôi ấy, thì họ sẽ dùng một số cái kháng sinh phổ rộng để họ kết hợp với tắm,
Đấy, nhưng mà cái việc mà chúng ta biết được là cái con vi khuẩn đó thì chúng ta sẽ sử dụng kháng sinh một cách chính xác hơn, đúng không ạ? Tiếp theo là các cơ quan cảm nhiễm tiếp là đây cái mô của thận cá này. Đấy, thì thận và lá lách là hai cơ quan nội quan đầu tiên mà vi khuẩn Streptococcus aureus cảm nhiễm tại thời điểm 12 giờ. Sau khi cảm nhiễm, vi khuẩn Streptococcus đã xuất hiện ở thận và lách với mật độ rất cao. Đấy. Thì lúc đầu ấy, thì vi khuẩn chỉ được phát hiện ở mô kẽ quanh ống thận. Tại thời điểm này, cấu trúc ống thận chưa có sự thay đổi. Nhưng ở những mẫu thận nhiễm vi khuẩn Streptococcus aureus với mật độ cao, thì vi khuẩn tấn công vào bên trong ống thận, phá hủy mô tạo máu, gây hoại tử và để lại những tổn hại nặng nề về tổ chức thận. Đấy, thì nó cứ cảm nhiễm đến đâu thì nó sẽ hoại tử đến đó. Và khi mà cái mật độ quá cao như vậy nó hoại tử cả cơ quan gan thận thì chúng ta sẽ thấy thì con cá nó chết đẹp thôi, nó chưa kịp biểu hiện ra ngoài. Và nhưng tất nhiên là người nha, nhưng tất nhiên cái mang nó cũng hỏng rồi, cái mang nó cũng hỏng rồi. Nhưng mà nhìn hình thái bên ngoài là chúng ta thấy con cá nó bình thường. Cho nên là cái đây là một cái vấn đề gây nhức nhối, gây hiểu lầm cho rất nhiều người nuôi. Mình muốn đưa cái bài này lên và những ai quan tâm chúng ta cố gắng để chúng ta nhìn nhận một cách chính xác để chúng ta đưa ra những cái biện pháp xử lý cho nó hợp lý. Vì bản thân mình cũng không thể đi hết đến nơi, và nhiều khi đến nơi thì mình biết là như vậy, mình có những lúc mình cũng không thể trị được. Tại vì nó bắt đầu là giai đoạn cuối, mà nhiều khi anh em thì xót ruột, người nuôi thì cũng rất là bức bối và bất mãn khi chúng ta cứ bị chết như vậy, bao nhiêu tâm huyết để nuôi con cá mà nó vẫn cứ hao hụt, thì dẫn đến tình trạng là hiểu lầm, nhiều lúc là hiểu lầm nữa. Cho nên là mong các bạn hãy chia sẻ và thông cảm, bởi vì tất cả những cái mình chia sẻ trên đây nó là mang tính chất khoa học và thực tế. Mình đi may mắn là mình được đến các farm nuôi của các bạn, của người nuôi, và may mắn là mình cũng có được những cái tài liệu như thế này của các chuyên gia đầu ngành để mình liên hệ và mình chia sẻ lại. Chứ toàn bộ là mình cũng chẳng phải là người nghiên cứu ra cái này đâu. Mình chỉ là sâu chuỗi và tổng hợp sau quá trình dài mình hoạt động trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, và mình đi lại các farm nuôi thì mình chia sẻ lại để cho mọi người chắt lọc và áp dụng sao cho phù hợp với cái farm nuôi của mình. Đấy là cái mong muốn. Tiếp theo này, sự hiện diện của Streptococcus aureus ở gan, não và mắt cũng được nhận biết bằng phương pháp mô hóa miễn dịch. Thì kết quả thí nghiệm cho thấy là cái thời điểm Streptococcus aureus xâm nhập vào gan, não và mắt tương đương nhau, sau 24 giờ thí nghiệm, vi khuẩn mới hiện diện ở các cơ quan này và mật độ vi khuẩn tiếp tục tăng cao ở 48 giờ tiếp theo. Mặc dù không thấy sự khác biệt về vị trí xâm nhập của vi khuẩn ở gan, não, nhưng ở mắt ấy, vị trí ưa thích của Streptococcus aureus có lẽ là tầng ngoài của võng mạc mắt. Quá trình cảm nhiễm vào ruột của vi khuẩn Streptococcus aureus hình như tốn nhiều thời gian hơn, phải sau 24 giờ mới phát hiện sự có mặt của vi khuẩn Streptococcus aureus ở ruột cá. Đấy, như vậy là cái vị trí mà nó cảm nhiễm vào mắt là cái võng mạc bên ngoài, nên chúng ta sẽ bị hiểu nhầm rằng là nó bị gì ạ? Ký sinh trùng đó, nó cứ đục 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 bên ngoài, ký sinh trùng, nhưng nó còn có cái yếu tố của con Streptococcus aureus này. Cứ từ từ rồi chúng ta sẽ có những kết luận để chúng ta thấy rằng là ngày từ hồi giờ mình làm mò nhưng mình lại làm đúng. Đấy là cái kinh nghiệm của người nuôi. Nhưng mình cung cấp cái này á, để cho những người đã có kinh nghiệm rồi lại giải thích được là hồi giờ là mình làm đúng, nhưng mình lại không biết là mình làm đúng. Đấy là cái mình mong muốn đấy. Đây là một số cơ quan này, cảm nhiễm này, gan này, rồi gì, cũng là gan luôn, rồi lá lách này, rồi não này, đấy, võng mạc của mắt này, đấy, cái vùng ngoài đó là chúng ta thấy nó hơi đục đục ấy, thì chúng ta cứ nghĩ rằng là ký sinh trùng, nhưng thực tế có thể là Streptococcus aureus đó các bạn ạ. Rồi là ruột thì cái thời gian cảm nhiễm nó lâu hơn. Đó, đây cũng là cái mà chúng ta thấy rằng là nó không phải là cơ quan cảm nhiễm nhanh nhất.
mặc dù là nó ăn thức ăn có thể chiếm nhiễm Staphylococcus, chưa chắc nó đã vào ruột trước, mà nó lại vào cái cơ quan đầu tiên. Là nếu giả sử như nó ăn vào bên trong ấy, thì nó vẫn đi đến gan, lá lách, não mắt đầu tiên, chứ lại ruột lại là cuối cùng. Chúng ta nhớ đấy, cái điều đó nó lạ là lạ như vậy đó. Mà gan thì nó lại gì ạ? Nó lại điều phối cả quá trình tiêu hóa, thì chúng ta lại hiểu nhầm rằng là con cá bị đường ruột. Nhưng cũng may mắn là cái coenzyme mà loại tốt ấy, thì nó lại có tác dụng với con này đó. Cho nên kiểu nhiều khi chúng ta nghĩ là đường ruột, ta sử dụng coenzyme là hết, thì chúng ta nghĩ là con này đường ruột, do đường ruột, không phải nha, nó là Staphylococcus aureus đó. Đó thì bây giờ mình sẽ có những cái kết luận sau. Kết luận sau, tất nhiên mình cũng phải tôn trọng, rất tôn trọng cái kết quả của tác giả, mình phải đọc hết. Thì sau cái kết luận đó thì mình mới có kết luận của mình, để nó áp dụng vào cái hệ thống nuôi của farm, của mọi người cho nó hợp lý. Mình sẽ đọc bốn cái kết luận này. Kết quả quá trình xâm nhập của vi khuẩn Staphylococcus aureus từ môi trường nuôi vào cơ thể cá chẽm bằng phương pháp mô hóa miễn dịch cho thấy mang là vị trí mà vi khuẩn xâm nhập đầu tiên. Sau 6 giờ thí nghiệm, vi khuẩn đã xuất hiện ở mang sơ cấp, sau đó xâm nhập vào xoang tĩnh mạch. Thận và lách là hai cơ quan vi khuẩn hướng đến khi cảm nhiễm vào gan, mắt và não, và sau đó mới là ruột. Vi khuẩn Staphylococcus aureus có mã định danh là gì ạ? VN091211R là tác nhân gây bệnh nguy hiểm cho cá biển. Liều gây chết 50% khi ngâm cá trong 1 giờ được xác định là gì? 10 mũ 6.8 CFU trên ml, có nghĩa là nó rơi vào tầm 10 mũ 7 đó. Còn cái bảng vừa đấy, đây tí lát mình quay lại cho các bạn để mình đọc nốt này. Vi khuẩn Staphylococcus aureus VN091211R xâm nhập từ nước vào cơ thể cá qua mang theo máu đến thận, lách sau đó lại theo máu xâm nhập đến các cơ quan khác. Nhớ là mang là đầu tiên nha. Đấy thì cái này nếu cái chết này là 10 mũ 6.8 CFU trên ml này là gây chết 50%. Đấy, như cái một cái bảng vừa thể hiện chúng ta thấy rõ này, quay lại cái bảng nha. Còn lại cái bảng chút thì đây, nếu mà mức độ là 10 mũ 8 này, 9% này, 10 mũ 9 này, trên 9%, mà 10 mũ 10 là gần như là chết 100% rồi đó. Cho nên khi mà cái độc cái mật độ vi khuẩn nó đạt một cái mức nhất định, thì cái chuyện đi 100% là bình thường. Cho nên cá bớp chết 100%, tự nhiên cái lồng đấy chết 100%, tự nhiên là cái bè đấy chết 100%, hoặc là 90%, 80% cứ kêu là bị ngộp do môi trường, nhưng các bè bên cạnh chưa chắc đã bị, vẫn là cái vùng nuôi đó. Nên chúng ta cần phải phải xác định nó hợp lý, nó rõ ràng như vậy để chúng ta có những cái áp dụng cho nó chính xác vào cái farm nuôi của mình. Thì từ đó, từ những cái này thì mình sẽ liên hệ với những cái mà mình gặp phải và ở bè, ở các farm nuôi chúng ta hay làm, đó chúng ta gì ạ? Tắm cá định kỳ. Thì cái phương pháp tắm cá định kỳ này ấy, là chúng ta chỉ trong đầu chúng ta chỉ nghĩ rằng là gì, là cho ký sinh trùng, nhưng nó cũng có tác dụng trên trên gì ạ? Trên cái con Staphylococcus aureus này. Vì sao? Tại vì sau khi bắt đầu cảm nhiễm thì thường thường là cái cơ quan mang nó sẽ là cái cơ quan cảm nhiễm đầu tiên. Và các hóa chất sử dụng hiện nay, ví dụ như là xanh metilen chẳng hạn, hay là iodin chẳng hạn, đặc biệt là iodin đó, và phóng môn đều có tác dụng diệt khuẩn, đều có tác dụng diệt khuẩn. Cho nên là khi chúng ta tắm định kỳ như vậy, và cái con Streptococcus này nó cảm nhiễm vào mang, thì có thể là nó có tác dụng luôn, và chúng ta phòng được một phần nào đó cái sự cảm nhiễm của vi khuẩn Streptococcus aureus này. Đấy, các bạn thấy cái giá trị của cái bài này là như vậy đó. Và một cái giá trị nữa đó là khi chúng ta sử dụng cái nguồn thức ăn
từ cá tạp có mang mầm bệnh Streptococcus inae thì cái phần ruột nó và dạ dày chưa bao giờ là cái nơi cảm nhiễm đầu tiên. Chưa bao giờ là nơi cảm nhiễm đầu tiên. Chúng ta nhìn đây, mang là 6 giờ có này, 12 giờ có này, thận này và lách này, là sau nửa ngày thôi là nó sẽ xuất hiện ngay. Như vậy là chúng ta gì ạ? Chưa có vaccine thì chúng ta lại phải gì ạ? Dùng kháng sinh định kỳ, hoặc cái này là kinh nghiệm mỗi người là định kỳ bao nhiêu ngày. Nhưng cái chu kỳ gây bệnh và chu kỳ chết thường thường kéo dài gì ạ? Một tuần. Một tuần thì trong giai đoạn đầu các bạn cố gắng làm sao mà chúng ta thôi. Cũng do là chúng ta khó quá, chúng ta chưa nuôi được, mà bây giờ kháng sinh thì dùng tràn lan và cũng chẳng ai cấm. Mình cũng chẳng cấm được, nhà nước chưa cấm. Cho nên thôi cứ gọi là làm liều đi. Là chúng ta lại sử dụng một số kháng sinh phổ rộng, ví dụ như fluoxetine, doxycycline cộng với erythromycin, rồi rifampicin chẳng hạn, chúng ta định kỳ chúng ta cho ăn. Nhưng để làm gì ạ? Nó chưa kịp cảm nhiễm mang thì nó đã vào thận và lách rồi, thì chúng ta sẽ trị được luôn. Và lúc đấy á, là cho nên là hay có cái khuyến cáo là khi tắm cá xong chúng ta nên sử dụng kháng sinh phổ rộng để cho ăn 3 ngày là gì ạ? Chúng ta sẽ gì? Trị luôn chứ không phòng đâu, trị bệnh Streptococcus inae trên các đối tượng ở biển, đặc biệt là cá bớp và cá mú chân trâu, cá chim hiện tại chúng ta đang nuôi. Chốt nha, chốt lại phải chốt để cho các bạn nhớ là mang là nơi đầu tiên, sau đó là thận, lách và gan, đó là những cái cơ quan đích nó sẽ cảm nhiễm sớm nhất của con Streptococcus inae này. Cho nên từ đó là chúng ta sẽ thấy là cái việc tắm định kỳ là việc rất nên làm, việc dùng kháng sinh định kỳ cũng phải làm. Đó, đấy là những cái kết luận mà từ cái thí nghiệm mà rất giá trị của hai chuyên gia này, và mình đưa ra được cái kết luận đó để chúng ta áp dụng sao cho nó linh hoạt và phù hợp với pháp đồ của mình. Tất nhiên rằng không thể nào mà 100% chính xác, 100% là hoàn toàn khỏi bệnh, nhưng ít nhất là chúng ta vẫn còn cá để nuôi, chứ không là chúng ta sẽ cứ bị chết hết như vậy, chúng ta rất là bất mãn và bản thân mình cũng bất mãn luôn. Thôi mình lướt qua lại như vậy, và cũng bài trình bày của mình đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe, và hãy cố gắng lan tỏa và chia sẻ những thông tin mà mình chia sẻ trên kênh của mình tới những ai cần, những người nuôi đang gặp khó khăn, để mình luôn luôn sẵn sàng chia sẻ và cùng nhau tháo gỡ. Tại vì mình cũng đấy là cái mục đích, chứ không có mục đích gì nó quá là ghê gớm phía sau. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Thân ái và hẹn gặp lại. Chúc các bạn một vụ nuôi thành công.